Sau hơn 3 năm kể từ khi đóng máy, hôm qua ngày 19 tháng 11, Làng Điện Hạ chính thức được công chiếu một cách âm thầm lặng lẽ. Bộ phim hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả trong thời gian tới. Và đây cũng chính là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Tiêu Chiến trên màn ảnh nhỏ năm nay sau sự cố 227. Bộ phim đã đóng máy từ 2017, thế nhưng đến tận bây giờ mới chỉnh làng khán giả. Không cần phải tuyên truyền rầm rộ, cú đánh úp này của Làng Điện Hạ cũng đủ để khiến cộng đồng mạng phải chú ý. Phim được lặng lẽ phát sóng mà không thông báo trước trên cả ba nền tảng trang mạng lớn là iQIYI, Tencent và Youku. Không như trước đó, bộ phim từng được truyền thông rầm rộ nhưng liên tục rời lịch. Bất ngờ lên sóng một cách đột ngột cùng lúc 5 tập phim, Làng Điện Hạ khiến khán giả không khỏi háo hức nôn nóng. Chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi, bộ phim đã thu hút gần 40 triệu lượt xem trên WeTV. Với việc ra phim cách âm thầm thế này khiến cho fan của các diễn viên, nhất là fan Tiêu Chiến, vui mừng hơn bao giờ hết. Bởi hiện Tiêu Chiến đang có nhiều dự án phim, dù đã ghi hình xong từ lâu vẫn chưa có thời gian phát sóng cụ thể. Ngoài Làng Điện Hạ, còn có hai bộ phim cũng đang đợi ngày lên sóng là Đấu La Đại Lục và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Đồng thời, động thái này từ nhà sản xuất cũng được đánh giá là hợp lý và dễ hiểu, khi lượng anti-fan đông đảo của Tiêu Chiến luôn trong trạng thái tấn công nếu biết trước phim của anh chàng sẽ ra mắt. Làng Điện Hạ do hai hãng phim Tân Lệ và Thượng Hải Diệu Khách phối hợp sản xuất với sự tham gia của dàn diễn viên có tiếng. Phim của đạo diễn Mạnh Phàm với sự góp mặt của dàn diễn viên chính gồm Vương Đại Lục, Lý Thấm, Tân Chỉ Lôi, Tiêu Chiến, Quách Thư Giao, Tăng Hồng Na, Lâm Hữu Uy, Đinh Dũng Đại, Nhan Thế Khôi. Hai nhân vật trung tâm của Làng Điện Hạ là cặp đôi Vương Đại Lục, Lý Thấm. Trong phim, Tiêu Chiến chỉ đảm nhận vai nam thứ. Mặc dù vậy, từ khi nam diễn viên Bạo Hồng nhờ vai Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh, vai diễn của anh nhanh chóng được nhiều người quan tâm, háo hức chờ đợi phim ra mắt. Dù chỉ đóng vai trò nam phụ nhưng Tiêu Chiến lại là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, đặc biệt là sau cảnh hôn nóng bỏng dành cho nữ chính. Từng được đồn đoán sẽ ra mắt vào tháng 5, tháng 6 năm nay, nhưng dự án Làng Điện Hạ liên tục bị trì hoãn khiến nhiều người thất vọng. Vậy mà mới đây, bộ phim đã bất ngờ lên sóng 5 tập liền trên Tencent. Thông tin khiến netizen xứ Trung, đặc biệt là fan của dàn diễn viên chính vỡ òa trong vui sướng. Trong Làng Điện Hạ, nam chính Vương Đại Lục thủ vai Chu Hữu Văn là bột vương Chu Hữu Văn, trước kia là lang thiếu niên, là người thích tự do, thiên tính thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, vì cứu ấu lang mà trượt chân rơi xuống vực, được Chu Ôn cứu. Chu Hữu Văn thích Mã Trích Tinh, người con gái thông minh, trí tuệ từng quen hồi nhỏ. Trong khi đó, Lý Thấm thủ vai Mã Trích Tinh là Mã Phủ Quận Chúa, hậu nhân tướng môn. Thủa thiếu thời, nàng quen biết bột vương, lúc trưởng thành lại được hắn cứu. Hai người tình đầu ý hợp, vượt qua khó khăn trắc trở, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Về phần Tiêu Chiến, anh thủ vai Tật Xung là Tấn Quốc Vương Thế Tử. Tật Xung có tình có nghĩa, kiệt ngạo hiệp nghĩa, vốn là thế tử gánh vác trách nhiệm và sự kỳ vọng của các bậc cha chú. Mặc dù chỉ là một vai phụ trong phim nhưng từ tạo hình trong poster đến trailer, người hâm mộ đã vô cùng háo hức chờ đợi nhân vật của Tiêu Chiến xuất hiện. Theo tiểu thuyết gốc, mãi đến quyển 2 Tật Xung mới chính thức lộ diện. Chính vì thế khán giả có thể phải đợi đến giữa phim mới thấy Tiêu Chiến xuất hiện. Trên sóng Duban, số lượt bình luận cũng tăng như vũ bão với gần 26.000 khán giả gieo hò chỉ trong vòng vài giờ. Phần lớn khán giả đều đánh giá cao về Làng Điện Hạ và các dàn diễn viên trong phim. Tiêu Chiến cũng nhận được sự khen ngợi của khán giả bằng vai diễn phụ. Có thể thấy đây là một khởi đầu cực kỳ hoàn hảo cho Làng Điện Hạ.